Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có 10 cái kiển muốn giao lưu với cô chú anh chị và các bạn qua số điện thoại 0946718183, đó là số Zalo của em tên Kịch, địa chỉ em là khóm 3 phường 2 thị xã Cái Nằm tỉnh Sóc Trăng. Chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ em trong thời gian qua, rất mong cô chú tiếp tục ủng hộ con cô chú. Đầu tiên không làm mất thời gian, em xin lên cây mai, cây phôi, cây ngâu số 1. Ngâu bông vàng ha anh. Ngâu bông vàng thành phẩm luôn cô chú anh chị. Ông chủ nhà ông tỉa 15 năm là nguyên cái hồ lô luôn, ông làm cái núm luôn, ông đậy ông nhốt tại thiên luôn nghe cô chú. 15 năm ông tỉa là bệnh hết trơn, không có chỗ nào mà chống hết trơn nghe cô chú. Cô chú nào mà muốn tìm hiểu thêm thông tin về cây ngâu thì cô chú lên Google xịt cây ngâu bông vàng nghe cô chú. Dán là dán cái hồ lô nghe cô chú. Cái này thích hợp cho cô chú nào nhà rộng mình bỏ trước mình trồng nhìn nó đẹp lắm nghe cô chú, hoặc là công viên đồ là trồng cũng đẹp nghe cô chú. Quán cà phê cũng được ha anh. Quán cà phê là bỏ cái này cực kỳ luôn. Độc lạ ha. Độc lạ, đặc biệt quán nhậu đó, nó giống cái bình rượu luôn á cô chú. Một thân một cốt, dâm chi là gặm gạp hết trơn luôn nghe cô chú. Chiều cao của em nói là 1m2, lá ngang cũng là 1m2 nghe cô chú. Cây ngâu chiều cao 2m, lá ngang 2m, nó lộn nghe cô chú. Cao 2m, ngang 2m. Hoành luôn anh ơi. Lần đầu tiên con bán cây này nha cô chú ơi, cô chú coi được ủng hộ con. Bành thân là 28 nha cô chú. Bóng tàn thì nó 40 là có chân cành nha cô chú. Cái đường kính bầu là 45 nha cô chú, cây này về mình trồng chỗ 6 nha cô chú. Số 1 cây ngâu dán hồ lô xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 4 triệu về mình chơi cảnh cũng đẹp cô chú ơi. Cây ngâu bông vàng nha cô chú. Vàng đầy nhà luôn ha anh. Vàng đầy nhà luôn. Rồi đổi cây lên anh ơi. Tiếp tục số 2 là một cây mai dán trực cành phóng nha cô chú anh chị. Cây này là bao bông cho cô chú anh chị là 7-9 cánh nha cô chú. Ông chủ ông nói là 9-10 cánh không à. Mà con bao 7-9 cánh đi cho nó dễ. Cây này về cô chú muốn ghép, ghép không ghép cũng chơi được nha cô chú ơi. Bông đẹp lắm nha cô chú. Cái cây này là nó già cây dữ lắm nghe cô chú. Dáng thế nó có sẵn hết trơn, chân cành có. Cây này cô chú muốn chơi cây cành phóng mà chơi không chơi thâu lại là mình chơi cây trực nghe cô chú. Rồi. Mà đặc biệt cái cây này là nó có núi bò nghe cô chú. Cành nào nó cũng có núi bò hết. Nó ngộ vậy đó, nó ra cành là có vú bò hết trơn nghe cô chú. Đó, già cây nó nổ hết. Đó, cây này đó ông chủ nhà ông có cái cành chọt lên đó, ông cũng cắt rồi đó cô chú, con vậy vệ sinh lại đó cô chú ơi. Cây này là đế nhiều rễ nhiều hơn đất nha cô chú. Đó. Nguyên một củ rễ không, một bệ rễ hết trơn luôn cô chú. Nguyên cái nơm chụp xuống anh. Nguyên cái nơm luôn. Đế là đều hết trơn, nó chảy hết trơn, không chống chỗ nào hết trơn cô chú. Già cây lắm nha cô chú. Xin đo thông số cây mai vàng số 2 dán trực cành phóng bông 7-9 cánh nha cô chú. Chiều cao là 100 chẳng nha cô chú. Thoát thân là 28. Cái đế sổ là 28 luôn. Cái nồi đế tổng là 190 nha cô chú. Đại cái hoành nãy giờ nè. Đó. Đặt cứng hết trơn là 190 lần đo trừ hao đó, cái này có 200 á nghe cô chú. Đặt cái hoành luôn anh ơi. Cành phóng là 85. Cành phóng chưa có đó à. Hoành thân là 45 nghe cô chú. Hoành thân là 45. Cây mai vàng mã số 2 bông 7-9 cánh xin giao lưu với cô chú anh chị. Cây trực cành phóng này là 6 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Nồi đế 200 đặt hết 200. Giá dễ chơi luôn ha. 6 triệu bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Quý cô chú anh chị hợp nhãn ủng hộ luôn quý cô chú anh chị ơi. Tiếp tục số 3 cũng là cây bông mai vàng là nằm chung lô với cây mới vừa rồi luôn cô chú ơi. Cây clip này con có 3 cây nha cô chú. Đó. Cây này là về quái nha cô chú ơi. Ông chủ ông uống sao mà có cái co này ra như cái bình trà như cô chú.
cái cành bóng ra éo lả lắm cô chú ơi, đặc biệt là cây này cứ đấy nữa nôm đẹp lắm cô chú, đặt kẹo luôn nha cô chú. Cái đế là sổ hết trơn, một cục cứng ngắc luôn nha cô chú. Đây này về là mình bắt ra, mình dựng cành hồi về mình phóng ra mình chơi luôn nha cô chú. Bông 7-9 cánh cái này, cô chú muốn ghép bông đẹp hơn thì ghép, không ghép thì để tự nhiên chơi nha cô chú. Có cái co là rất là nghệ thuật luôn, như cái cầm sách luôn. Đâu hoành trước đi anh. Xin đo thông số cây mai vàng dáng bay bông 7-9 cánh cô chú tham khảo. Hoành thân là 33 nha cô chú. Bao bông luôn anh? Bao bông 7-9 cánh luôn. Nước ngọt luôn hả gì anh? Nước ngọt. Chiều cao là 80, con ở sóc, ngã năm sóc trăng nha cô chú, nước ngọt quanh năm cô chú. Cành bóng là 80. Cái đế sổ là 25. Cái cũ đế đặt của nó là 93. Cái đường kính bầu là 55, cây này về mình trồng chỗ 6 chỗ 7 nha cô chú. Cây mai vàng mã số 3, cây trực cành phóng bông, 7-9 cánh này xin giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000 con, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cô chú là hộp nhãn liên hệ con 0946718183, con tên Kịch ở ngã năm Sóc Trăng nha cô chú. Đó là số Zalo của con luôn cô chú. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Tiếp tục số 4 là cây mai vàng. Cây này con không thấy mặt bông nha cô chú ơi, dáng phu thê. Cây này có clip gọi nha cô chú. Con chốt cho cái chị kia là 3.8 triệu, mà chỉ là lằn nhằn, chỉ để cho hay, rồi mắc điên rồi em giao lưu giá rẻ lại cho cô chú thu hồi vốn luôn nha cô chú. Chị nói để kêu chồng mua tặng gì đó, rồi lằn nhằn rồi em bán không được, em để em bán rẻ lại luôn cô chú. Dán phu thê, hai người kẹp nhau đẹp lắm nha cô chú. Chân cành có đầy đủ hết trơn nữa, mình về mình ghép là mình chơi nha cô chú. Đế thì sổ đều hết trơn luôn nha cô chú. Rồi đo thông số cây mai vàng mã số 4, chiều cao là 70, tổng hoành là 44, đo không được cô chú, ăn đo lỡ khúc trên cho cô chú coi luôn. 29 nha cô chú, ở đây là tới 30 mấy nha cô chú. Đế sổ là 25, tổng hoành đế là 139 luôn nha cô chú, số đẹp luôn nha cô chú ơi. Đây mã số 4 cây mai vàng này, bông thì con không thấy bông nha cô chú, con bao 5-7-9 cánh đi. Con xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 3.500.000, con bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Clip gọi ba giao lưu được 3.8 triệu mà chị ghi lằn nhằn bán lỗ luôn nha cô chú ơi. 3.500.000 bao ship toàn quốc. Có một cây đế sổ luôn em. Có một cây đế sổ là cứng luôn. Rồi đổi luôn anh ơi. Tiếp tục con hết bông trang, con mai vàng con lên bông trang nha cô chú. Một phôi bông trang đỏ lá chung nha cô chú. Đỏ lá chung, phôi là như cái núi luôn nha cô chú. Liền bởi cứ ngắt hết trơn nha cô chú, bao tách rời nha cô chú. Đó. Cái này về mình bắt ra dắt cái ngọn lên là mình chơi nha cô chú ơi. Bao sống 100% nha cô chú, nha cô chú. Cây này rất già cây cô chú ơi. Đó. Nó liền hết trơn, ở trong nó cứ ngắt luôn, bao tách xé luôn nha cô chú. Cô chú nào nuôi cây bông trang này vài tháng là mình nó ra lọc là nó ra có bông luôn nha cô chú. Cây này nuôi có tương lai nha cô chú. Rồi. Xin đo mã số 5, bông trang phôi đỏ lá chung nha cô chú anh chị. Tổng hoành là 96 nha cô chú. Tổng hoành 96, đo một thân đại diện nha cô chú, coi nó bự nó già lắm nha cô chú. Tại thấy cái dáng này cắt ra cũng hay hay, con cắt ra luôn nha cô chú. 21 cô chú ơi. Chiều cao là 55 nha cô chú. Cái đường kính bầu là 50, mình trồng chỗ 6 nha cô chú. Mã số 5 bông trăng đỏ lá chung này xin phôi bông trăng đỏ lá chung xin giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 con, bao ship toàn quốc nha cô chú. 2.500.000 cây này rất già nha cô chú, mấy chục năm đó nha cô chú. Rồi đợi luôn anh ơi.
Tiếp tục, mã số 6 là bông trăng vàng pháp nha cô chú anh chị. Cây này là rất già, cây ông chủ nhà ông nói trồng gần 30 năm nha cô chú anh chị. Đó, dáng của nó siêu siêu đó, tàn thì tròn hết đó, về cái mình vô dây đây là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đang cây này cũng bứng 5 ngày quay nữa, đang có nụ luôn ha anh. Cái đang có nụ luôn 5 ngày, cái lá nó hơi đỏ đỏ đó. Cô chú chơi bông trăng thường cũng biết rồi, nó chưa từng chậu mình bứng nó phải đỏ lá nha cô chú. Về rụng lá hết dẫn lên lại con bao sống nha cô chú. Một bao sống 111 luôn cô chú ơi. Một thân một cốt luôn cô chú, nó có cốt liền đây luôn nha cô chú. Vàng pháp này mà kiếm một củ ba lớn này cũng hơi khó nha cô chú. Cây này dán vô chú nào mà để vô cái chậu rồng chậu lồ xưa đó là đẹp lắm nha cô chú. Có nụ nhóc trên. Nụ rất nhiều luôn anh. Nụ rất nhiều luôn. Dòng cây này bông đẹp lắm nha cô chú, mà tại nó không có mặt bông vàng pháp đó cô chú. Chú nào mới chơi thì lên Google sạch vàng pháp là biết nha cô chú. Rồi. Trình đo thông số mã số 6 cây bông trăng vàng pháp nha cô chú. Tổng một cốt của nó là 22 thôi chú. Có một cốt 122 thôi cô chú. Thân bự là 17 nha cô chú. Thân nhỏ là 14. Thoát thân bóng tàn nó là 65 nha cô chú. Chiều cao mặt bầu tới đỉnh là 140 nha cô chú. Tàn ngang nó cũng 140 luôn nha cô chú. Cái đường kính bầu của nó 50, cái này về trồng chỗ 6 nha cô chú. Mã số 6 bông trăng vàng pháp lá chung này xin giao lưu với cô chú anh chị là 5.500.000 bao xếp toàn quốc nha cô chú anh chị. Một cốt nha cô chú ơi. Bóng tàn là đẹp hết, dáng siêu là nghệ thực lắm nha cô chú đó, không quay mặt này cho cô chú thấy nè. Đó, về mình vô dây lâm gâm là cái này là thành phẩm đẹp lắm nha cô chú. Cây này con mới bứng, mới khai thác. Trời, đợi luôn anh ơi. Tiếp tục bông trăng vàng lá nhỏ mã số 7 nha cô chú anh chị. Đây là 10 năm mười mấy năm nha cô chú ơi. Quê con không phân thuốc vậy dân trồng xuống rồi bự lên rồi bán nha cô chú. Đánh tự nhiên luôn ha. Đánh thiên nhiên luôn. Cây này cũng mới bứng mới khai thác nha cô chú ơi. Đi đường thủy về luôn anh. Đi đường thủy về luôn, phục vụ cô chú luôn, kinh gạch rồi mới mua nổi cô chú ơi. Về ra đường lộ lớn ăn không nổi đâu. Lộ xe nó quặn hết trơn à. Đang bông chi chít luôn nha cô chú. Cô chú nào mua về để trước cửa nhà nó chỗ có sáng cái dần khè cái nhà vàng không cô chú. Tiền đầy nhà luôn anh. Rực rỡ luôn. Quay từ từ anh ơi, quá rồi, quá à. Bông rồi. Phục góp rồi. Đặc biệt cái cây nó già, nó đế nó lên bệ nè cô chú thấy nè cô chú. Chảy chị dân nè cô chú. Đó. Một thân một cốt chính hiệu luôn cô chú ơi. Phát hiện chiếc nhánh là một đền một luôn anh. Một đền 10 luôn, tại cây trồng thiên nhiên mà. Cây mã số 7 bông trăng vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Nó dần chơi với ta một đền 10 luôn. 16 hoành cô chú ơi. 16 hoành. Thoát thân của nó là 50. Chiều cao là 1m7 nha cô chú. Chiều cao là bao 1m7 ăn lên cô chú. Tán ngang là 1m3 nha cô chú. Cái đường kính bầu là 50, cái này về mình trồng chỗ 6 nha cô chú anh chị. Cái mã số 7 bông trăng vàng lá nhỏ là xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu bao xếp toàn quốc nha cô chú anh chị. 2 triệu là có cây bông trăng vàng rực rỡ nha cô chú. Giá mềm dễ chơi luôn. Giá mềm dễ chơi, bán nhanh gọn lẹ luôn cô chú ơi. Rồi, đổi luôn anh ơi. Tiếp tục là một số 8 là một bông bụi bông trăng đỏ lá bóng nha cô chú anh chị. Chiều cao là 2m4. Tán ngang là 2m nha cô chú. Nó con đứng giang tay cho cô chú tham khảo nha cô chú. Đỏ chung lá bóng anh. Đỏ nhung lá bóng. Cô chú này chơi bông trăng thường nói đỏ nhung lá bóng là biết con đang có mặt bông luôn nha cô chú. Chiều cao là 2m4, tán ngang là 2m nha cô chú. Cái này là con cũng mới khai thác nha cô chú. Cái này về trồng trước cửa mà nó chỗ bông hết trơn luôn, ngay Tết một cái là mình vui vẻ mà, mùa xuân nha cô chú ơi. Thường thường bông trăng lúc này mà mình cắt về mình trồng cũng dễ nghe, chỗ bông ngay Tết lắm nha cô chú. Trên ngoài bông cái này. Loại lá bóng này nó đẹp lắm, lá nó bóng hới à. Rồi, bông. Cây này già cây lắm nha cô chú ơi.
mười mấy hai chục năm nó cũng lên da me lai gai. Cái loại này là cái da bóng hới luôn á, mà cây này nổ da me là biết nó già rồi chú. Ai cây này cũng mua ở xóm á, à, chú gần nhà ông nó 15 năm trở lên á, chụm một củ chụm hết trơn nha cô chú. Đó, bao tách xé luôn nha cô chú, bầu là bầu ghim, bầu bự luôn rồi. Đó tổng cụm luôn anh, xin đo tổng cụm số 8 là bông trăng đỏ nhung, tổng cụm là 75. Thân đại diện của nó là 12.5 tính 12 nha cô chú. Cái đường kính bầu là 60, cái này giờ mình trồng chỗ 7 chỗ 8 nha cô chú. Em đo thóc thân bóng tàn nha cô chú xem. Thóc thân là 105 nha cô chú. Cao 2m4, tán ngang 2m. Số 8 đỏ nhung lá bóng, xin giao lưu với cô chú anh chị là 5.500.000 bao ship toàn quốc nha chú anh chị. 5.500 bao ship toàn quốc. Rồi đợi cây luôn anh ơi. Tiếp tục số 9 là bông trang đỏ lá nhỏ, một thân một cốt, tán tròn vo luôn nha cô chú anh chị. Cây này cũng mới khai thác nha cô chú ơi. Cái nào thừng chậu con nó báo thừng chậu, cái nào mới khai thác thì nói với cô chú, nhiều khi gửi ra tới lá nó hơi héo héo đó. Rồi cô chú cũng biết đường xử lý nha cô chú. Con cây thì con bao giống 100% một một luôn nha cô chú. Cái tàn thì tròn vo luôn nha cô chú. Chơi phong thủy chơi cặp đỏ vàng trước cửa nhà luôn ha anh. Là đẹp luôn. Vàng vô đỏ nhà luôn. Bông là loại này là sai bông lắm cô chú ơi, về cứ bỏ vô cái chậu là ra bông là mình chơi rồi cô chú ơi. Đó, một thân một cốt là sạch sẽ luôn nha cô chú. Đây là già cây lắm cô chú, nó lên bờ bể rễ nè, con không có làm gì hết, con để tự nhiên rễ lông rễ đầu coi nguyên chân cho nó mạnh cây á cô chú, cây tàn á nha cô chú. Cái thước nữa. Tiến hành thông số luôn anh ơi. Rồi mã số 9 một thân một cốt đỏ lá nhỏ nha cô chú. Hoành thân là 12 cô chú ơi. Hoành thân 12. Cái thóc thân là 40 nha cô chú. Thóc thân là 40. Chiều cao 1m4. Tán ngang cũng 1m4 luôn cô chú ơi. Cái đường kính bầu là 35, cây này mình trồng chỗ 4 nha cô chú. Cây số 9 bông trăng đỏ lá nhỏ, một thân một cốt, xin giao lưu với cô chú anh chị 1.500.000 bao ship toàn quốc nha cô chú. Cây này ship cũng mấy trăm ngàn nha cô chú. 1.500.000 bầu ghim cứng ngắt luôn nha cô chú. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Tiếp tục số 10 cuối clip là một bông trăng đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cây này là thành phẩm nha cô chú, nhưng mà cây này là con ông chủ ông trồng trên mô rồi con bứng về chứ không phải là thừng chậu nha cô chú. Nhưng mà cũng có thể là cây không mất sức á, tại vì ở trên mô con bứng một đất chào bá là không thấy đứt rễ nha cô chú. Nhưng mà nói cái nào ra nấy cho cô chú mình dễ biết nha cô chú. Thành phẩm là mịn hết trơn, không chống chỗ nào, chân đam bông chi chích nha cô chú anh chị, như một cái nón lá luôn nha cô chú. Ông chủ ông bẻ lên bằng nghiến luôn nha cô chú. Trời điếu thuốc không lọt luôn anh. Trời điếu thuốc không lọt luôn, nó mịn nó dữ lắm nè cô chú. Con giao lưu giá cũng dễ chơi cho cô chú, về chơi bông chơi hoa mấy chị nào mua thì ưu tiên luôn nha. Tặng cho vợ nha anh. Đó. Cô chú tưởng tượng đi, cái đường mà tàn của nó ba lớn này mà nó bông chi chích gì mà nó chỗ một cái bít nó trơn, không còn ông chủ nó có đợt chỗ không thấy lá luôn nè cô chú. Rồi. Xin đo đông số mã số 10. Bông trăng đỏ lá nhỏ thành phẩm nha cô chú. Chiều cao là 106 mà tính 150 đi cô chú ơi. Tán ngang cũng 150 luôn cô chú ơi. Tổng hoành đó là 36 nha cô chú. Học đo thân đại diện nè. Tổng hoành 36. 12. Thân đại diện 12 nha cô chú. Cây này nó thẳng luôn là đúng ra là một cốt luôn cô chú. Tại vì con không môi xuống á, bôi xuống bảo đảm cô chú là một cốt chụm dũm ở dưới luôn. Nó này cô chú chơi thường nhìn biết rồi. Tại cây tàn con không khai thác nha cô chú. Dâm chi thì khỏi bàn luôn cô chú ơi.
không có thẹo dít gì, không có thẹo dít gì, cây sạch cây lắm nha chú, tàn mịn trơn, tàn mịn trơn luôn. Cây bông trang đỏ lá nhỏ cuối clip số 10 là xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 3 triệu bao ship toàn quốc. Đó, bỏ ra 3 triệu con ship mấy trăm, người mua có 2 triệu mấy vậy, bỏ chậu chỗ gực gỡ luôn nha chú. Cuối clip xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã tiếp tục đã ủng hộ con trong thời gian qua. Số điện thoại con là 0946718183, đó là số Zalo con tên Kịch ở ngã năm Sóc Trăng thôi chú. Mong cô chú tiếp tục ủng hộ con, chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều ạ.